7 kết quả nghiên cứu này, 8 là học hỏi và phát triển liên tục này, 9 là phát triển kỹ năng mềm này. Đấy, tức là bên này là nó chi tiết hơn. Xin chào bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với bạn về cái con ChatGPT bản trả phí, tức là bản Plus, và cái con ChatGPT bản miễn phí. Thế thì chúng ta nhìn thấy ở trên màn hình ở đây là chúng ta có hai cái con ChatGPT và hai cái tài khoản khác nhau. Tài khoản thứ nhất các bạn nhìn thấy nó có chữ Plus ở đây, đúng không? Có chữ Plus này. Plus này. Đấy. Thì đây chính là cái bản mà trả phí nhá. Đấy. Thế còn bản bên này là bản miễn phí mà chúng ta vẫn thường thấy. Rồi bây giờ thì trước khi mà so sánh giữa hai cái phiên bản này thì chúng ta sẽ cùng nhau xem là cái con ChatGPT Plus nó sẽ như thế nào nhé. Tôi sẽ mở to ra này. Đấy. Thì đối với lại con ChatGPT Plus thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có hiện là cái logo là ChatGPT Plus ở phía giữa màn hình này này. Đấy. Và hai nữa là chúng ta sẽ nhìn thấy ở phía trên này này, nó có ba cái model, tức là có, chúng ta hiểu nôm na nó như kiểu là ba cái phiên bản ấy. Đấy. Thì chúng ta kích vào đây thì chúng ta sẽ thấy này, nó có cái default này, sau đó legacy này, GPT 4 này. Đấy, chúng ta nhìn thấy ở đây này. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là cái bản default này này chính là cái bản nâng cấp của cái con ChatGPT. Đấy, thì sau khi mà bạn trả phí xong thì là bạn sẽ được sử dụng cái bản nâng cấp này. Bản nâng cấp này thì cái tốc độ nó sẽ nhanh hơn. Đấy, chúng ta có thể nhìn thấy cái chấm xanh xanh ở bên này này. Đấy, chấm xanh xanh này này. Đấy. Đấy, tốc độ là cao này. Thế nhưng mà cái mức độ chính xác thì nó chỉ là 2 vạch thôi. Đấy. Thế còn cái con legacy này này thì là cái legacy chính là cái cổ điển đấy, tức là cái phiên bản mà cũ từ ngày xưa đấy. Đấy thì chúng ta thấy là nó sẽ chậm hơn này, tốc độ chậm hơn này và mức độ chính xác thấp hơn này. Đấy. Thế thì hiện nay thì nó mới ra cái con ChatGPT 4. Đấy thì như các bạn thấy là nó quảng cáo đấy, ChatGPT 4. ChatGPT 4 ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là này, tốc độ nhanh này, tốc độ thì chậm hơn này, chỉ có 2 vạch thôi này. Đúng không? Cái mức độ ý nghĩa thì là nó là 5 vạch này và mức độ chính xác là gần như là tuyệt đối. Đấy, nó rất là cao. Thế thì vì sao nó lại có thể làm được cái việc tốt hơn những cái phiên bản trước? Bởi vì là cái ChatGPT 4 này này hiện nay thì nó được gọi là gì nhỉ? Nó được dạy với cái số lượng ngôn ngữ nó nhiều hơn. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Thế còn cái con ChatGPT 3.5 này trước đây ấy, thì là nó cái số lượng ngôn ngữ nó ít hơn. Thì khi mà cái số lượng ngôn ngữ càng ngày càng nhiều thì cái độ chính xác và cái độ hay ho của nó càng ngày càng tăng. Chúng ta hiểu nôm na là như vậy nhá. Rồi có một cái câu hỏi nữa của các bạn, đó là làm thế nào để mua được cái này? Thế thì thực tế thì hiện nay thì như cái video trước ấy, thì tôi đã hướng dẫn bạn là sử dụng cái tài khoản để mua đấy, nhưng mà nó không thành công. Đấy, và tôi cũng đã thử rồi, đợt gần đây tôi cũng thử rồi và vẫn không thành công, bởi vì là hiện nay thì cái công ty OpenAI này nó chưa cho phép sử dụng các cái thẻ tín dụng ở Việt Nam. Đấy, mặc dù là nó cho phép mình sử dụng ở Việt Nam rồi, thế nhưng mà cái việc mà chi trả là mình vẫn chưa làm được. Thế thì để mà làm được cái con ChatGPT này thì thường là các bạn sẽ cần phải nhờ một cái bạn nào đó có cái thẻ tín dụng ở nước ngoài thì mới có thể chi trả được. Giống như tôi đây cũng vậy, thì tôi cũng đã nhờ một cái bạn để bạn ấy chi trả bằng cái thẻ tín dụng của bạn ở nước ngoài. Thế thì tôi có thể mua được cái con ChatGPT này, và tức là mua được cái tài khoản, hay hiểu nôm na tức là tôi trả phí cho cái ChatGPT này. Đấy, trong vòng 1 tháng. Đấy, nếu mà tôi dùng tiếp thì tôi sẽ cứ trả dần đấy, cứ mỗi tháng tôi sẽ trả dần. Đấy, thì cái giá ở trên thị trường này thì nó vô cùng lắm, nó tùy. Thế thông thường là nó khoảng 500-600 nghìn gì đó. Đấy, tùy nhá. Đấy, thì cái giá gốc của nó thì nó khoảng là 20 đô. Nó khoảng 20 đô. Thế thì tùy, thì có những cái trường hợp thì nó rẻ hơn, có trường hợp đắt hơn. Thế nhưng mà khi mà bạn mua ở trên mạng thì bạn cần hết sức lưu ý, bởi vì là đôi khi có những cái thành phần họ lấy tiền của bạn xong sau đó thì họ biến mất. Đấy thì các bạn phải hết sức thận trọng. Đấy, khi mà chúng ta mua thì chúng ta sẽ có một cái rủi ro như vậy. Để chúng ta nhớ như vậy nhé, nhớ như vậy. Rồi, thế thì bây giờ chúng ta sẽ sang đến cái phần là so sánh. Thế thì chúng ta sẽ so sánh giữa cái tài khoản mà trả phí này và cái tài khoản miễn phí xem nó như thế nào. Và sau đó thì chúng ta sẽ trên cùng một cái tài khoản thì chúng ta thử xem là cái phiên bản ChatGPT 3 với ChatGPT 4 nó khác nhau như nào. Rồi bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Giả sử như về sau bạn có cái tài khoản mà ChatGPT trả phí, Thì trong này nó có các cái model này, có các phiên bản này này. Nếu mà các bạn muốn độ chính xác thì bạn sử dụng là cái ChatGPT 4. Còn nếu mà bạn muốn là nó nhanh, tốc độ nhanh thì bạn dùng cái default này nhé. Thế còn nếu mà dùng cái legacy thì là cái tốc độ nó sẽ chậm hơn và nó cái độ chính xác nó không cao. Đấy, thì hiện nay thì con ChatGPT 4 này này, chúng ta kích vào đây một cái này, đấy. Thì chúng ta chuyển sang là chúng ta đang giao tiếp với lại ChatGPT 4. Thế nhưng mà ChatGPT 4 hiện nay thì nó đang có một cái giới hạn, tức là cứ mỗi 3 giờ, đấy, mỗi 3 giờ thì bạn chỉ được hỏi 25 câu hỏi thôi. Đấy, chúng ta nó bị giới hạn là 25 câu hỏi sau mỗi 3 giờ, chúng ta chỉ có nhớ như vậy thôi. Thế còn lại nếu mà đối với những cái thứ khác, đấy, những cái phiên bản khác thì chúng ta hỏi thoải mái. Và tốc độ nó như nào thì tí nữa chúng ta sẽ test nhé. Đấy, chúng ta sẽ cùng nhau test. Thì bây giờ tôi sẽ để là cái ChatGPT 3.5 nhé, bên này cũng là 3.5 nhé. Thì tôi sẽ cùng nhau, chúng ta sẽ cùng nhau hỏi nhé. Thật sự như là chúng ta sẽ xin chào này. Đấy, xin chào nhé. Đấy, xin chào. Đấy, bạn thấy không? Tức là bên này là ChatGPT 3.5 bản trả phí. Đấy thì nó sẽ trả lời nhiều hơn và nhanh hơn. Đấy, bên này thì trả lời ít hơn và chậm hơn. Chúng ta hiểu nôm na như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ hỏi một câu hỏi nữa nhé, bởi vì là tôi là nghiên cứu, tôi nghiên cứu ở trong ngành y, nên là hầu hết các bạn ở đây thì cũng là anh em làm trong ngành y. Chính vì vậy nên là tôi sẽ hỏi liên quan đến nghiên cứu nhé, và sau đó tôi sẽ hỏi nghiên cứu trong ngành y nhé. Đấy, tôi sẽ hỏi này, đấy, muốn nghiên cứu khoa học trong ngành y nên bắt đầu từ đâu nhá. Đấy, tôi hỏi kiểu như này nhá. Đấy, thì tôi sẽ copy hai bên nhá, sau đó thì tôi sẽ kích này, kích bên này này, và sau đó kích bên này này. Đấy, đấy, các bạn thấy là cái tốc độ trả lời đấy, đúng không? Đấy, thì cái bên mà trả phí này nó trả lời nhanh hơn, đúng không? Tốc độ cao hơn, nhằng phát là ra gần xong hết luôn rồi. Đấy, xong hết luôn này. Trong khi đấy bên này thì vẫn đang trả lời này, và rõ ràng là cái xem nào, cái độ chính xác có vẻ tương tự nhau, đúng không? Câu trả lời có vẻ tương tự nhau đấy, cũng 4 này. Đấy, nhưng mà tốc độ là chậm hơn. Đấy, tốc độ nó chậm hơn. Đấy, các bạn hiểu nôm na như vậy, nó tốc độ nó sẽ chậm hơn. Bên này thì nhanh hơn, đúng không? Đấy. Rồi, thế thì tóm lại là gì? Muốn làm nghiên cứu trong ngành y thì chúng ta cần phải tìm hiểu này, sau đó học cơ bản về nghiên cứu này, tham gia các khóa học này, tìm kiếm các cơ hội thực tập này, tham gia vào các dự án nghiên cứu này, đăng ký các khóa học nghiên cứu. Đấy, thì nó trả lời như vậy nhá. Đấy, bây giờ tôi sẽ tiếp tục này, tôi hỏi nó này, giả sử như là tôi có một cái nghiên cứu về một cái lĩnh vực nào đấy, giả sử như là cái lĩnh vực cao huyết áp chẳng hạn, đúng không? Đấy, tôi muốn nghiên cứu về tình trạng cao huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi. Đấy, hãy cho tôi một đề cương cho nghiên cứu này. Ví dụ như vậy nhá. Tôi thì tôi đáng nhẽ là chúng ta sẽ cần phải dành thời gian một chút để chúng ta huấn luyện nó. Đôi khi chúng ta dùng các cái từ này nó chưa chuẩn lắm. Thì như là trong các cái video trước ấy, thì tôi hướng dẫn các bạn rồi đấy, là chúng ta nên sử dụng bằng tiếng Anh là tốt nhất. Tức là chúng ta dùng cái từ ngôn ngữ tiếng Việt này này, mình dịch ra tiếng Anh, sau đó thì mình sẽ dùng các cái từ khóa đúng chuyên ngành, sau đó mình đưa vào thì cái con ChatGPT này nó sẽ phản hồi là nó chính xác nhất cho cái câu hỏi của bạn. Thực tế ở đây mình cũng có thể yêu cầu nó là dịch cái từ này ra tiếng Anh, sau đó thì từ đó mình lại dùng cái từ đó để mình hỏi thì cũng được, thì nó cũng lòng hoàng như vậy. Thế nhưng mà chúng ta hiểu tư duy như vậy. Thế còn ở đây thì chúng ta đang test mà, nên là chúng ta cứ hỏi thôi, hỏi xem là nó hiểu biết như nào. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ là kích nhá. Đấy, kích nhá. Đấy, đấy, bạn thấy không? Đấy, bên này nó trả lời cái phía bên tay trái của chúng ta này là cái con ChatGPT mà trả phí đấy, nó trả lời rất là nhanh, rất là nhanh, vô cùng nhanh luôn, đúng không? Trong khi đó bên này thì rất là chậm, đúng không? Đấy, xem nào, độ chính xác thì như thế nào. Đấy, bên này là giới thiệu chung này, định nghĩa cao huyết áp này, giới thiệu về. Đấy, nó hơi khác nhau một chút, đấy, chúng ta thấy là nó cũng có sự khác biệt rồi đấy, cũng có sự khác biệt, đúng không? Đấy. Thực ra thì cái sự khác biệt này nó có thể là nó do là khi mà chúng ta hỏi ấy, thì là cái máy tính, bởi vì đây là cái mô hình mà, thì nó sẽ tạo ra các cái tổ hợp khác nhau. Nhưng về cơ bản là nó sẽ giống nhau đấy, nó sẽ giống nhau. Nhưng mà chúng ta thấy là cái tốc độ của nó khác nhau. Rồi thì đấy là chúng ta test như vậy nhé, thì chúng ta đã hiểu rồi. Tức là bên cái bản miễn phí này này thì nó sẽ chậm hơn, còn bên mà trả phí thì nó nhanh hơn. Và dường như là chúng ta thấy là nó có thể là hay ho hơn một chút. Đấy, thì bây giờ chúng ta tiếp theo nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ test đối với lại cái con ChatGPT 4 nhé. Đấy. Thì cái này là phần miễn phí này, thì mình bỏ ra nhé. Đấy. Thế mình sẽ tôi sẽ mở rộng ra này, và bây giờ tôi sẽ test với lại con ChatGPT 4. Thế thì tôi sẽ mở new chat ra nhé, và sau đó tôi sẽ bật con ChatGPT 4 lên. Bởi vì bây giờ nếu mà tôi có thêm một cái tài khoản nữa thì tôi có thể so sánh, nhưng mà chúng ta hiểu nôm na là gì, là cái con ChatGPT 3.5 mà cái bản trả phí thì nó rất là nhanh, vô cùng nhanh. Chúng ta thử test xem cái tốc độ của cái con ChatGPT 4 này nó như thế nào nhé. Mình cũng xin chào nhé. Đấy, xin chào. Đấy, thì chúng ta thấy là cái tốc độ nó sẽ chậm hơn, đúng không? Chậm hơn một chút. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ dùng các cái câu lệnh mà tôi vừa làm nhé. Đấy, các cái câu lệnh mà tôi vừa làm nhé. Ví dụ như là muốn nghiên cứu ngành y nên bắt đầu từ đâu này. Tôi copy cái này sang bên này. Đấy, tôi enter một cái này. Đấy, thử xem bên này nó sẽ trả lời như thế nào nhé. Đấy. Đấy, thì bạn sẽ thấy là cái tốc độ của nó thì dường như là cái phiên bản 4 này, cái tốc độ ấy, thì nó tương đương với lại cái bản 3.5 mà miễn phí. Đấy, nhưng mà về cái mức độ chi tiết ấy, thì bên này có vẻ như là nó sẽ chi tiết hơn đấy. Theo lý thuyết là nó sẽ chi tiết hơn. Thì chúng ta sẽ dần chúng ta sẽ đọc, chúng ta sẽ xem là nó có chi tiết hơn không, đúng không? Có vẻ như là chi tiết hơn. Ví dụ như bên này thì nó nói là trong ngành y bao gồm cả lâm sàng, dược lý, sinh lý, bệnh học, nhiều lĩnh vực khác. Thì bên này nó nói là gì? Nội khoa, y học phẫu thuật, y học dự phòng, nhi khoa, sản khoa, tâm lý học, tức là nó chi tiết hơn. Đấy, chúng ta hiểu nôm na như vậy. Đấy, bên này sẽ như thế nào? Tham gia các hội thảo, hội nghị này, đăng tải. Đấy, bên này có 6 mục, và bên này có thêm mục số 7 nữa là đăng tải kết quả nghiên cứu này. Đấy. Đấy, và nó còn viết nữa này, thì mình sẽ bảo là viết tiếp này, viết tiếp nha. Đấy, ở bên này có 6 mục thôi, tức là tìm kiếm hướng đi tiếp theo này. Thì bên này là 6 là hội thảo hội nghị này, 7 là đăng tải kết quả nghiên cứu này, 8 là học hỏi và phát triển liên tục này, 9 là phát triển kỹ năng mềm này. Đấy, tức là bên này là nó chi tiết hơn và nó có nhiều những cái thứ hay ho hơn. Đấy, bên này chỉ có 6 thứ thôi, bên này thì lên đến 9 rồi. Để tiếp tục xem là nó có thêm là những cái gì nữa nhá. 10 này. Đấy, tìm nguồn tài trợ. Ôi hay thế. Đấy, nó còn định hướng cho chúng ta là làm nghiên cứu là phải tìm nguồn tài trợ. Đấy, một số bạn thì cứ tự làm nghiên cứu, cứ nghĩ là nghiên cứu hoàn toàn miễn phí, thì nghiên cứu thì nó phải có phí. Nghiên cứu thì nó phải có tiền thì các bạn mới làm được nghiên cứu nhé. Đấy. Trong các khóa học thì tôi luôn nhắc đi nhắc lại với các bạn như vậy. Nhưng mà một số bạn mà chưa từng học với tôi thì chưa biết được điều này. Rồi, vậy là đây chúng ta thấy là nó có hẳn 10 bước luôn. Đấy, 10 điều luôn. Đấy, thứ nhất là gì? Định hướng ngành nghề này, học vấn này là phải đi học đấy. Đấy, nghiên cứu là phải đi học nhé. Sau đó thì đọc này, đấy, đọc này. Sau đó thì thực hành này, đấy. Chúng ta thấy là bao giờ nó có 3 thứ này. Đầu tiên là học, đọc và thực hành này. Sau đó thiết lập mối quan hệ này. Đấy, tức là mình phải xây dựng cái mối quan hệ giữa những cái người làm nghiên cứu để chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau, chia sẻ, đúng không? Rồi thì hội thảo, hội nghị này. Thế sau khi chúng ta làm nghiên cứu xong thì chúng ta cần phải đăng tải kết quả để chia sẻ cái kết quả của chúng ta. Để thứ nhất là gì? Là chúng ta muốn cho nhiều người biết hơn để họ có thể áp dụng cái kết quả nghiên cứu của mình, hoặc là kết quả của các bạn đó, nếu nó tốt thì nó sẽ giúp cho các nhà hoạch định chính sách đưa ra các cái giải pháp can thiệp, hoặc là gì, hoặc là những cái kết quả đó sau khi mà được công bố xong thì nhiều người họ biết đến bạn hơn thì nó sẽ tăng cái độ uy tín lên, đúng không? Đấy, đăng tải kết quả rất là quan trọng nhé. Đấy, học hỏi và phát triển liên tục này. Đấy, sau đó phát triển kỹ năng mềm, đúng không? Chúng ta sẽ cần phải rất là nhiều các kỹ năng mềm. Nhà nghiên cứu không thể lúc nào cũng chỉ có ngồi thu lu một chỗ làm nghiên cứu, mà nó phải còn có các cái kỹ năng mềm khác, ví dụ như là giao tiếp, làm việc nhóm này, giải quyết vấn đề này. Đấy, chứ không phải chúng ta ngồi một chỗ mình làm, đúng không? Nghiên cứu là phải có đội nhóm, chúng ta phải làm việc trong đội nhóm nó như nào. Đấy. Rồi thì cái khả năng mà thuyết trình, đúng không? Diễn thuyết, rồi chia sẻ, cách mà báo cáo như nào, cách trình bày như nào, nhiều kỹ năng mềm. Đấy. Tiếp theo đó là gì? Là tìm nguồn tài trợ. Đấy, nghiên cứu là phải có tài trợ, đúng không? Chúng phải tìm các cái nguồn tài trợ, các cái quỹ tài trợ, đấy, cá nhân hoặc là tập thể gì đó, đúng không? Đấy, ok. Đấy, chúng ta thấy tốt hơn rồi đấy, đúng không? Tiếp theo nhá, bây giờ giả sử như là mình sẽ hỏi tiếp cái câu hỏi về dự án nghiên cứu cao huyết áp này. Đấy, tôi sẽ paste vào đây nhá. Đấy, tôi muốn nghiên cứu về tình trạng cao huyết áp và một số yếu tố liên quan ở người cao tuổi. Hãy cho tôi một cái đề cương cho nghiên cứu này. Đấy, tôi sẽ paste anh vào đây nhá. Đấy. Ở bên này chúng ta thấy là chúng ta có cái đề cương như thế này rồi. Đấy. Thử xem bên này nó sẽ ra một cái đề cương như thế nào. Đúng không? Đấy. Đấy thì chúng ta thấy là ở đây này, nó có vẻ như là tương đối là đầy đủ nhá. Tương đối là đầy đủ, giống như một cái đề cương mà các bạn học ở trường ấy. Thứ nhất là bao giờ cũng có phần giới thiệu này, tức là phần đặt vấn đề đấy. Thứ hai là đánh giá tài liệu, hay chúng ta hiểu nôm na chỗ này vẫn là cái phần gọi là tổng quan tài liệu đấy, tổng quan tài liệu nhé. Giới thiệu này, sẽ có phần mục tiêu nghiên cứu này, tầm quan trọng này, giới hạn nghiên cứu các thứ này. Sau đó đến là gì? Là đánh giá tài liệu, tức là mình phải review các tài liệu đấy, tổng quan tài liệu đấy, đúng không? Đấy. Bao gồm cái việc là tình trạng huyết áp này, tức là mình phải có thông tin về vấn đề nghiên cứu này. Sau đó là các cái yếu tố liên quan này. Rồi thì các cái phương pháp điều trị và dự phòng, đúng không? Chúng ta phải tổng kết hết tất cả những thứ đó đấy, khi mà làm nghiên cứu. Sau đó sang đến cái phần là phương pháp nghiên cứu này, đúng không? Đối tượng nghiên cứu, cỡ mẫu này, phương pháp lấy mẫu, thu thập số liệu, phân tích số liệu này, đúng không? Sau đó phần kết quả, đúng không? Dự kiến kết quả đấy, mô tả đặc điểm này, tần suất này, phân tích này, yếu tố đấy, không thay đổi các thứ này. Đấy, sau đó đến phần dự kiến về bàn luận, đúng không? Đấy, dự kiến bàn luận, kết luận này, tài liệu tham khảo, đúng không? Đấy. Rồi, đấy thì chúng ta thấy là giữa hai bên là nó sẽ có những cái sự khác biệt, và tôi cũng đã test cái con ChatGPT 4 này rồi. Thì trong một số tình huống ấy, thì nó sẽ cho chúng ta những cái phần trả lời nó tương đối là chi tiết, và nó đưa ra mình những cái gợi ý mà tương đối là phù hợp với lại cái thực tế, nó tốt hơn, cái tốt hơn so với cái bản miễn phí. Đấy. Đấy là chúng ta đang so sánh là cái bản trả phí, nếu mà chúng ta dùng cái ChatGPT 4 nhé, với lại 3.5 mà bản miễn phí, thì chúng ta thấy tốc độ thì là nó tương đối là giống nhau. Đấy. Nhưng mà độ chính xác của cái con ChatGPT 4 này thì rõ ràng là nó cao hơn. Còn nếu mà giả sử như chúng ta so sánh là trong cùng một cái tài khoản là trả phí này nhé, thì giữa cái ChatGPT 4 và cái 3.5 này, chúng ta 4 và 3.5 thì rõ ràng là cái 3.5 này thì tốc độ nó nhanh hơn, và cái độ chính xác thì cái 3.5 này nó sẽ không bằng là con ChatGPT là phiên bản 4 này, đúng không? Cái con 4 này và cái con 3.5 thì 3.5 thì nhanh hơn nhưng mà độ chính xác thấp hơn so với lại con ChatGPT 4. Rồi, hy vọng là cho đến đây thì bạn đã có thể hiểu sơ bộ về cái tài khoản ChatGPT trả phí và cái ChatGPT miễn phí. Còn bây giờ thì tôi sẽ dừng lại ở đây và hẹn gặp lại bạn trong các cái video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh YouTube của tôi nhé, nhớ like và nhớ share cái video này để cho nhiều người có cái trải nghiệm giống như các bạn ở đây. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình, hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.